Xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 Và thiêu âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm canh tí Ngày này là ngày quý mão tháng bính tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỷ, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bạo quang, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày quý mão, tức can sinh cho chi, có nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, kim bạch kim, kỷ tuổi, đinh dầu, tân dầu, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỷ hợi, nhờ kim khắc mà được lợi ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khác trong ngày tuổi tân dậu đinh dậu đinh mão tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt bao gồm sao thánh tâm tốt mọi việc nhất là cầu phúc tế tự sao lục hợp tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có gồm sao hoang vu xấu mọi việc sao câu trận xấu về an táng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng tây bắc và tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang cảm thấy chán nản khi chính những người thân thiết của mình lại không hiểu được mình. Ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày tí Mạo tương hình. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý đang có những lúc chẳng muốn về nhà nữa. Và bạn tuổi Tý, bạn nên mở lòng mình bao dung và cảm thông hơn. Nếu mọi người không hiểu, bạn hãy cố gắng chia sẻ, giải thích. Chẳng ai lại ghét bỏ, từ chối lời gọi giúp đỡ của người thân thiết ruột thịt, ruột thịt của mình cả. Bên cạnh đó, trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh. Cho nên, với bạn tuổi tí, đang có được một ngày rực rỡ về con đường tài lộc, tiền bạc kiếm được khá chi là dễ dàng. Khi mà, với bạn tuổi tí, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, tự khắc có người giới thiệu làm thêm cái công việc phụ cho bạn nhé ngày này đối với bạn tử tí cái việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc đều thắng lợi mọi việc như ý tài lộc được tăng tín và nếu như bạn phải xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hị thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc hai cái hướng này sẽ làm cho bạn rất may mắn trong công việc và có được cái nguồn tài lộc về tay về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tình cảm rạn nứt tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tiền bạc được dồi dào tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa có nhiều cơ hội tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cần biết điểm dừng tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đừng tự đóng cửa trái tim về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn đang có được ngày có tỷ kim chống lưng cho nên với bạn tuổi Sửu công việc tiến triển rất chi là tốt đẹp bạn mệnh không cần phải căng thẳng quá mức mà cứ từ từ tiến hành những cái kế hoạch đã triển khai từ trước đó ai cũng có thể gặp khó khăn nhưng với bạn tuổi Sửu bạn đừng có vội lùi bước khi thấy khó khăn bạn cần phải kiên trì và nhẫn nại hơn nữa. Điều đó sẽ giúp cho bạn tiến gần hơn đến cái mục tiêu của mình. Bộ cuộc giữa chừng chỉ là mãi mãi là người thất bạc bại bạn tuổi xỉu nhá Và trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi xỉu, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý. Đường tình duyên trắc trở cũng mang lại cho bạn nhiều nỗi buồn. Và bạn tuổi xỉu bạn đang mãi mê làm việc, tới khi ngoảnh đầu lại thì những người theo đuổi mình sớm đã bỏ mình ra đi rồi. Về tử vi tuổi ất xỉu, thuộc kim, tình duyên chưa tới, tử vi tuổi đinh xỉu, thuộc thủy, quyết đoán vững vàng, tử vi tuổi kỷ xỉu, thuộc hỏa, công việc tín thịn tốt, tử vi tuổi tân xỉu, thuộc thổ, cần biết nguyên nhân, tử vi tuổi quý xỉu, thuộc mộc, đừng đổ lỗi cho người khác. Vài đánh giá của bạn tử xỉu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần Xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này Bạn đang gặp được ngày có tam hội quý nhân trợ mệnh Cho nên cái cuôn đường tình duyên của bạn càng ngày càng được vượng sắc Và bạn mệnh tuổi dần sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương dành riêng cho mình và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan hiệp sức. Cho nên cái cuôn đường công danh được thăng tín một cách rõ ràng. Cái điều này với bạn tuổi dần mang lại niềm vui cho bạn và động lực cho bạn khi làm việc và chỉ cần cấp trên khiên ngợi và khẳng định năng lực của bạn là đủ để cho bạn dốc sức hơn nữa cho công việc nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ ba này đối với bạn tử dần, bạn mệnh cũng cần phải nắm bắt cái cơ hội lần này, phải lựa chọn đối thủ cạnh tranh chưa quá nhiều để chứng minh được thực lực của mình, khẳng định được cái vị trí của bản thân mình trong công việc là không thể thiếu được bạn tử dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy vượng tình duyên, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa công danh thăng tín, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tình được tìm được niềm vui từ vi tuổi canh dần thuộc mộc dễ có người thương từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim được cấp trên tin tưởng về đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này, bạn đang có cái điểm báo dễ gặp họa tiểu nhân. Vì thế mà công việc của bạn tuổi mão chẳng được suôn sẻ như ý bên cạnh đó trong ngày này với bạn tuổi mão bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan xuất hiện cái điều này làm cho bạn tuổi mão cũng đang có tiềm ẩn rủi ro đậm nét không cẩn thận không được bạn tuổi mão nhé với bạn tuổi mão bạn mệnh nói gì làm gì cũng cần phải suy xét kỹ càng đừng có vì vội vàng mà đắc tội với kẻ tiểu nhân bạn sẽ phải trả giá khá chi là đắt đoạn bạn tuổi Mão, bạn cũng cần phải giữ tinh thần khiêm nhường, cầu thị, luôn lắng nghe ý kiến của mọi người trong ngày nữa. Và bạn tuổi Mão, mà mộc khí vượng còn có cái dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn mệnh trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Bạn dễ gặp phải những cái vấn đề về gan, có thể thấy nóng ở trong người, dễ nổi mụn nhọt khắp người nữa bạn tuổi Mão nhé tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy sức khỏe sa sút tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa cẩn thận tiểu nhân tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ công việc kiếm Thuận tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc chưa đủ khiếu léo tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim chú ý chăm sóc bản thân về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay bạn đang có cái điểm báo vận may kiếm sắc, dễ gặp những cái chuyện không được may mắn cho lắm. Ngày này bạn cũng đang ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi thìn đang có cái sự bất thành, dễ nảy sinh mâu thuẫn nữa cuộc sống gia đình căng thẳng và đầy rẫy những bất cập cả hai đều trốn tránh không dám đối diện với sự thực nên vấn đề cứ mãi chẳng được giải quyết cuối cùng như cái ung cái nhọt lâu ngày càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn bên cạnh đó trong ngày thứ ba này bạn tử thìn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở cho bạn mệnh tử thìn cần phải cẩn trọng hơn trong các quyết định liên quan tới tài chính của mình trong ngày hôm nay và hôm nay với bạn tuổi thìn cũng đang có cái điểm báo có họa phá tài bạn tuổi thìn rất có thể sẽ bị kẻ nhân lừa gạt lấy mất những cái khoản tiền mà bạn đã vất vả mới có được đó nhá về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa tình cảm mâu thuẫn tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nảy sinh bất đồng tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc mất mát tiền của tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, trốn tránh vấn đề, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, dễ bị lừa gạt. Về đánh giá của bạn tử Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bà tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày có chính ấn ghé thăm cho nên cái con đường công danh của bạn rất chi là vượng và bạn tuổi tỵ bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn để phát huy nội lực của mình. Đừng có ngại thử sức với những cái lĩnh vực mới mẻ không thành công, cũng có thêm nhiều kinh nghiệm với mình bạn tuổi tỵ nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi tỵ cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng và bạn tuổi tỵ nếu biết tận dụng những cái thế mạnh của mình thì với bạn sẽ nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp với mình. Bạn hãy chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình với nửa kia mà mình thầm thương trộm nhớ bạn tuổi tỵ nhé. Ngày thứ ba này, đối với các cặp đôi thì hãy tận hưởng cái khoảng trời thu lãng mạn bên nhau. Bạn có thể cảm thấy tình yêu thăng hoa rực rỡ từ những cái sự quan tâm, chăm sóc nhũa nhặt của đối phương dành cho mình nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tình cảm lãng mạn tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ thành công rực rỡ tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc công việc tiến triển tốt tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim có cơ hội thăng tín tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy đường tình khởi sắc về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ Xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành mạo ngọ tương phá, cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn không được tốt, con đường tình duyên của bạn không được lý tưởng cho lắm, mâu thuẫn tiềm ẩn từ trước đó nay gặp thời cơ bùng phát, cái điều này khiến cho cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. May mắn trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ, nhắc nhở cho bạn tuổi ngọ, bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho công việc, bạn sẽ bớt phần rảnh rỗi mà đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, giúp cho công việc của bạn tiến triển một cách tốt hơn nữa. Càng có nhiều ý tưởng thì bạn mệnh tuổi ngọ càng dễ đạt được thành công, mục tiêu phía trước không thể bỏ qua được dù có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, bạn cần phải tự tin vào cái năng lực của mình bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tình cảm bất ổn. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, mệt mỏi căng thẳng. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, sáng tạo nhiều hơn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, mục tiêu phía trước. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, năng lực tăng lên. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần, Tử vi tuổi mùi thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi Xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay Bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Mạo mùi bán hợp cái điều này cho thấy với bạn tuổi mùi sẽ nhanh chóng đưa ra những cái quyết định về chuyện tương lai với mình. Tình yêu đủ chín mùi thì đừng có để cho đối phương phải chờ đợi quá lâu nữa bạn tuổi mùi nhé. Và bạn tuổi mùi, con đường tình duyên của bạn được khởi sắc đào hoa trợ mệnh với bạn tuổi mùi đặc biệt là những bạn đang còn độc thân thì hãy mở lòng mình cho đối phương cũng là cho mình thêm cơ hội bạn có thể sẽ cần đến dụng khí để bước tiếp sau những thất bại trong quá khứ bạn tuổi mùi nhé ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này cho thấy sự cứng đầu của bạn sẽ khiến cho bạn phải trả giá, bài học nào cũng phải trả phí, nếu bạn không tỉnh táo thì tiền học phí đó sẽ càng đắt hơn, tiền của, thời gian, công sức đều phải bỏ ra mới có được bạn tuổi mùi nhé. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim đừng chần chừ do dự tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy đào hoa nở rộ tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa không nghe lời khuyên tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ dễ chịu thất bại tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc hãy mạnh dạn tín bước về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ ba này đối với bạn tử thân Xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tử thân trong ngày này Đang có điểm báo Gặp nhiều khó khăn Trắc trở trong công việc Ngày này với bạn tử thân Cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh Cái điều này Cảnh báo về những sai sót mà bạn tử thân có thể gặp phải trong ngày Mà cái nguyên nhân là do bản mệnh thiếu đi cái sự tập trung lơ là với công việc của chính mình Đó, bên cạnh đó trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thân bạn cũng đang gặp ngày có kim mộc bất dung cái điều này cho thấy với bạn tuổi thân đừng có cố gắng gượng ép bản thân mình nhất là khi trong cái chuyện tình cảm yêu ai thì nói với người đó không yêu cũng chớ cố dây dưa mà nên thẳng thắn đối mặt với chính tình cảm của mình nhé còn đối với những người còn độc thân trong ngày thứ ba này nên lựa chọn người phù hợp với mình đừng để cho những thứ phù phím khiến cho bạn lầm đường lạc lối không nhìn thấy tình yêu đích thực ở đâu mà lại đón nhận những thứ gọi là nan ná với tình yêu bạn tự thân nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy công việc khó khăn tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tình cảm gượng ép tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ khó tìm được người phù hợp tử vi tuổi canh thân thuộc mộc thiếu tập trung làm việc tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim đang gặp khó khăn về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7, 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dậu xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi dậu về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý bạn và người ấy đang lâm vào cái sự bế tắc và bạn tuổi dậu bạn thiếu đi cái sự tinh tế để nhận ra những biến động trong tình cảm của người ấy Không kịp xử lý những cái vấn đề bất ngờ có thể nảy sinh ra giữa hai người nữa nhé Thực thần độ mệnh, cái điều này lại làm cho bạn tuổi dậu bạn trải qua một ngày khá chi là bận rộn với việc kiếm tiền Và bạn tuổi dậu bạn biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu, ưu thế nhất định so với những đối thủ cạnh tranh khác nữa nhé và ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh sẽ cần phải mạnh dạn hơn nữa để thực hiện những cái kế hoạch của mình một cách mạnh mẽ hơn nữa. Đừng để cho những cái nỗi sợ hãi mơ hồ ngăn cản bạn đến gần hơn với cái sự thành công đã định sẵn từ trước nhé. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu, cái việc xuất hành, khai trương, mở kho hay là cầu tài lộc đều tốt. Bạn đang có được cái vận quý nhân giúp đỡ công việc được hành thông và bạn đừng quên hãy xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc, hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn nhiều cái sự may mắn trong công việc cũng như là cuốn lộc về tay nhá. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tiền nhiều như nước, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình cảm khó khăn, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc thổ, đường tình trắc trở, tử vi tuổi tan giàu thuộc mộc, kinh doanh phát tài. Tử vi tuổi quý giàu thuộc kim, không thiếu tiền tiêu loạn. Về đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số bạn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Tử vi tuổi tuất thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân dẫn đường trị lối cho bạn cho nên cái cua đường tình cảm của bạn tử tuất được thăng hoa một cách rực rỡ và bạn tử tuất bạn sẽ đón nhiều tin vui về chuyện tình duyên đối với những người còn độc thân thì khỏi lo không có người yêu nữa nhé Với bạn tử tuất trong ngày thứ ba này bạn có thể nhận được những cái lời tỏ tình dễ thương hãy cân nhắc để chọn người phù hợp với mình Bạn hãy mở to mắt để nhìn rõ người đó có thực sự phù hợp với mình hay là không Đừng để cho những thứ vật chất làm lóa mắt mình bạn tuổi tốt nhé nhưng trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tuất bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài xuất hiện ngã ngáng trở cái vận trình của bạn khiến cho cái việc kiếm tiền của bạn có phần trở nên khó khăn hơn vốn dĩ với bạn cách thành công còn không xa nữa nhưng vì nhẹ dạ cả tin mà bạn có thể sẽ phải trả giá đắt mất tiền hao của trong ngày nữa đoạn về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tình cảm rực rỡ tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ mù quáng tin người tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tài lộc thất thoát tử vi tuổi canh tuất thuộc kim đường tình thăng hoa tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy tiền bạc tổn hao về đánh giá của bà tử tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ Tử vi tuổi hợi thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi mão mùi Cái điều này cho thấy với bà tuổi hợi đang có được cái vận quý nhân giúp đỡ cho nên không chỉ về phương diện tình cảm của bạn được thăng hoa rực rỡ mà cả cái con đường công danh của bạn cũng được sáng rực lên bản tuổi hợi nhé ngày này với bạn tuổi hợi cũng đang có được tin vui tới tấp báo về đoạn bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này bạn không cần phải quá lo lắng về những cái mâu thuẫn trước đó trong cái chuyện tình cảm của mình tình yêu sẽ giúp hóa giải mọi hiểu lầm bạn không nên chần chừ hãy cứ thế mà thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành nhất nhé trong ngày này với bạn tuổi hợi, bạn đang gặp ngày của chính quan xuất hiện. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi hợi sẽ cần đến nhiều cơ hội để thể hiện cái năng lực của mình hơn. Đây là cái khoảng thời gian quan trọng để cho bạn tuổi hợi được cất nhắc lên cái vị trí cao hơn. Và bạn đừng có bộ lỡ cái thời cơ tốt như thế này bạn tuổi hợi nhé ngày này đối với bạn tuổi hợi cái việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc khai trương mở kho rất chi là tốt bạn đang có được cái vận quý nhân giúp đỡ công việc hanh thông thuận lợi và bạn đừng quên rằng nếu như xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam hay là tài thần hướng tây bắc hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn trong công việc và tiền bạc về tay ùn ùn bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, công danh thăng tín, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, tình yêu rực rỡ, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, tình cảm được thăng hoa, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, có người mình thương, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, công việc ổn thỏa. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 6 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu tuổi Mùi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé Xin chào và hẹn gặp lại